lắm thì sát vào đây tay à.
Em tí con ha. Dạ. Em con ngoan tí nha. Dạ không sao. Nó tí đáp mẹ. Dạ. Con chừng nào con nghỉ chơi Tết hả? Đâu giờ được nghỉ mà. Nghỉ ra hả? Dạ, nghỉ từ hồi hôm qua. Dịch Sài Gòn nhớ nghỉ. Năm nay là được nghỉ Tết liên tục. Vậy cái tăm bông này. Rớt rồi sao?
cố lên em, cố lên con. Dạ. Đã bình thường nha. Nha con vào nha, quá trời nha. Dạ. Yeah.